Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chơi một game kinh dị nha. Mình đi giặt đồ đêm khuya, tại vì ở bên Mỹ hình như có mấy tiệm giặt đồ 24 giờ. Đây là cái thời gian đó mà mình giặt đồ. Đây có bán không? Không có đồ tôi cần. Nhắm đâu vậy? Không có ai hết. Đây là cái bình mà cần. Nước xả. Giờ mình đi giặt ha. Nhưng mà như nãy trong đây nó có cái gì vậy? Chưa kịp vô nữa. Gì? Cúp điện hả? Ai làm cái trò gì trời? Ủa sao có cái máu gì ở đây vậy? Không có cái cầu chì để mở. Ai gõ chuông lúc này vậy? Trời, đưa cầu chì cho mình luôn cảm hó tay thì cảm ơn đã đưa cầu chì cho tôi. Gặp mình lại chạy luôn, bỏ đồ luôn chứ. Thấy là không bình thường rồi đó. Quên á. Thôi, bây giờ có điện ha. Giặt máy lại nha. Tiếng gì vậy? Rồi, hiểu luôn. Âm thanh nó ngã đổ là coi như cái này nó đè sập đây luôn. Dạ, nhanh rồi đi khỏi đây thôi. Tạp chí gì quá dị quá vậy? Không chưa trời. Không cho mình ra luôn. Lấy cái gì dưới cái kệ ta? À. Kệ đây, kệ trong đó gì? Sao có cái này ở đây vậy?
Câu câu gì nữa nè? Dạ xong rồi. Thiên đảo cái đen thui à? Ai lấy quần đồ giặt của tôi mất tiêu rồi. Gì vậy? Vô đây lấy được cây này không? Sao mình đi tiếp đây? Vậy ui chạy 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 bạn ơi. Thành phố lên hết hồn rồi ơi, coi như hết rồi nha. Không ngờ cái con nó đúng vậy luôn. Bó tài chứ. Rồi, hình violin là game hết rồi nha. Game tới đây hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Chào mọi người nha. Thôi cái này là mình đang đi lại cái đạn, nếu mà bị nó bắt sao, nó đi xuyên qua cửa luôn. Thôi coi như hết rồi nha, cảm ơn mọi người, chào mọi người nha.